Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị chuyên đề thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp. Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp dự tại điểm cầu của tỉnh. Trước khi vào hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan khu vực trưng bày giới thiệu không gian số về các mô hình ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của cộng đồng doanh nghiệp số, các viện, trường, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là những sản phẩm công nghệ được xây dựng và phát triển Made in Việt Nam, với mong muốn giải quyết các vấn đề nông nghiệp hiện tại, thúc đẩy số hóa hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, trách nhiệm và bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, những năm gần đây, ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, công cuộc số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương đang đối mặt với không ít rào cản và thách thức như nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số còn hạn chế, hệ thống hạ tầng công nghệ chưa đồng đều giữa các khu vực và vùng địa lý, thể chế đầu tư cho chuyển đổi số còn chưa đồng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu chuyên gia đánh giá thực trạng các điểm nghẽn về tình hình số hóa, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, mô hình thực tiễn và đề xuất giải pháp về số hóa nông nghiệp, chuyển nhanh tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.